Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và yêu cầu ngày càng cao của con người, nhôm trở thành một trong những vật liệu quan trọng nhất của xã hội hiện đại, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Nhạy bén nắm bắt xu thế, công ty cổ phần nhôm Ngọc Diệp thành lập năm 2016 trực thuộc tập đoàn Ngọc Diệp đã phát triển thương hiệu Dinostar với tham vọng chiếm lĩnh thị trường nhôm trong nước đầy tiềm năng và vươn ra thế giới. Xác định hướng đi đúng đắn, công ty đã xây dựng nhà máy sản xuất nhôm tại khu công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên với quy mô lớn và hiện đại bậc nhất. Đây là nhà máy có tỷ lệ tự động hóa cao hàng đầu cả nước, hệ thống sản xuất khép kín liên hoàn đồng bộ từ khâu luyện đúc bi LED. Đun ép theo quy trình khép kín. Hóa giả gia tăng độ cứng, cải thiện tính chất vật lý. Tập đoàn Ngọc Diệp xây dựng hệ thống dây chuyền sơn tĩnh điện tự động hóa, thân thiện với môi trường, mang đến hệ sản phẩm đa dạng về màu sắc, bề mặt sơn bền màu, được bảo hành lên tới 30 năm. Quy trình phủ phim vân gỗ lên thanh profile nhôm được thực hiện bằng công nghệ xử lý nhiệt hiện đại, giúp mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho các ứng dụng nội ngoại thất. Thành phẩm cuối cùng được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn tốt nhất trước khi giao tới khách hàng. Các dòng sản phẩm chính công ty hiện cung cấp ra thị trường gồm nhôm xây dựng, nhôm công nghiệp, và nhôm bi LED chất lượng cao. Với dây chuyền sản xuất hiện đại và quy trình làm việc kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, sản phẩm nhôm Dinostar đáp ứng các quy chuẩn trong nước và quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao, chính phủ và người tiêu dùng tín nhiệm ghi nhận. Mỗi sản phẩm được sinh ra từ dòng chảy nhiệt huyết, hòa quyện trong từng thanh nhôm Dinostar hoàn hảo, sáng bóng và tinh khiết, là minh chứng cho tâm huyết chúng tôi gửi gắm tới khách hàng. Trên đà phát triển, nhôm Dinostar đã có mặt tại khắp 63 tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam và liên tục mở rộng xuất khẩu. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng nhiều đối tác chiến lược, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đất nước và phát triển cộng đồng. Đồng hành cùng lối sống xanh hiện đại, tập đoàn Ngọc Diệp luôn không ngừng nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới để mang đến những sản phẩm xanh thân thiện với môi trường, cho thế hệ tương lai một thế giới xanh an lành, phát triển toàn diện và hạnh phúc. Nhôm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.